Chắc có lẽ bây giờ em đã muốn bước ra đi khỏi đời anh phải không? Ừ thì anh sẽ không nói gì, vẫn cứ để nó ở mãi trong lòng em, cứ bước đi đi. Anh cũng không sao đâu em mà, anh sẽ chịu được những gì mà anh đã từng trải qua mà. Ngày em đến ở bên anh đã từng rất hạnh phúc. Nhưng sao bây giờ anh lại như thế, anh phải ở nơi này ngã gục. Tất cả mọi chuyện xảy ra cũng vì anh muốn che chở cho em. Cơ sao em lại không chịu hiểu anh để cho hình ảnh bị lấm lem. Rồi ngày tháng lại cứ trôi qua, hình ảnh của anh lại mờ đi. Em nói là em chán anh rồi, mong anh đừng nói thêm điều gì. Em đã nói như thế rồi, anh biết phải làm thế nào đây. Anh cũng chẳng biết nói làm sao để cho tình cảm vẫn đông đầy. Mặc dù anh đang có gạo khác để nếu em ở lại với anh, nhưng mà dù có níu kéo như thế nào, kết quả vẫn không thành. Chắc em đã quên đi hết tất cả những kỷ niệm của ngày xưa. Thôi thì anh cũng không nói thêm bất cứ một điều gì nữa. Em có biết không, anh rất thương em, nhưng sao em lại làm như vậy? Chắc có lẽ tình cảm anh trao cho em nó vẫn chưa đông đầy. Em đâu có biết rằng anh vẫn chờ em ở trước thềm. Nhưng mà tại sao nước mắt của anh lại phải cứ rơi để ướt thêm? Mặc dù anh đây vẫn cố kìm nén để nó không rơi vì em đó. Cứ sao kìm lại được một lúc, rồi anh lại phải bật khóc òa. Chắc vì anh quá yêu em nên anh đã sợ phải mất em. Và em ơi em đừng có đi có được không? Anh biết tất cả chỉ là có lẽ em đã quá mệt mỏi trước tình cảm của anh rồi. Anh phải lệ rơi nước mắt khi bên ngoài trời đã dần sụp tối. Mặc dù trong lòng của anh nó đã không còn những chuyện buồn, nhưng mà tại sao những giọt nước mắt đó nó lại vẫn cứ tuôn? Chứ cái lúc mà em chia tay, em đã nói em thương anh nhiều lắm. Vì sao em làm như vậy để anh phải giấu nỗi đau trong âm thầm? Anh nhớ anh có làm gì đâu, sao em làm vậy với anh chứ? Anh hỏi em còn thương anh không, em đã trả lời là từ từ. Nhưng mà thời gian nó dần cạn rồi đó, em có biết không em? Tại sao em không chịu trả lời mà cứ để hai từ đã xem? Anh vẫn chờ và anh vẫn đợi cho đến khi nào em trả lời. Tình cảm yêu thương chúng mình cho đến bây giờ nó đã tới. Em mà anh đau lắm rồi đó, em đừng như vậy có được không? Bây giờ anh không suy nghĩ được gì khi mà trong đầu nó trống rỗng. Anh cũng không thể nào làm được gì khi mà anh đã mất cái lý trí. Em muốn anh phải làm thế nào thì em hãy cứ nói đi. Em có biết không, anh rất thương em, nhưng sao em lại làm như vậy? Chắc có lẽ tình cảm anh trao cho em nó vẫn chưa đông đầy. Em đâu có biết rằng anh vẫn chờ em ở trước thềm. Nhưng mà tại sao nước mắt của anh lại phải cứ rơi để ướt thêm? Mặc dù anh đây vẫn cố kìm nén để nó không rơi vì em đó. Cứ sao kìm lại được một lúc, rồi anh lại phải bật khóc òa. Chắc vì anh quá yêu em nên anh đã sợ phải mất em. Và em ơi em đừng có đi có được không? Anh biết tất cả chỉ là em có biết không, anh rất thương em, nhưng sao em lại làm như vậy? Chắc có lẽ tình cảm anh trao cho em nó vẫn chưa đông đầy. Em đâu có biết rằng anh vẫn chờ em ở trước thềm. Mà tại sao nước mắt của anh lại phải cứ rơi để ướt tim? Mặc dù anh đây vẫn cố kìm nén lại để nó không rơi vì em đó. Có sao kìm lại được một lúc, rồi anh lại phải bật khóc hòa. Chắc vì anh quá yêu em nên anh đã sợ phải mất em vợ. Em ơi em đừng có đi có được không? Anh biết tất cả chỉ là...